Rồi, máy móc Minh Trí xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay bên mình xin giới thiệu với tất cả anh em 3 mẫu hộp đựng đồ nghề bằng sắt đỏ đen thương hiệu của Stanley hoặc thương hiệu của Top Jackmani. Thì đây là 3 mẫu sản phẩm mà anh em chúng ta khá là quan tâm. Thì mình xin phép review chiều cao, chiều dài, chiều rộng, cân nặng cũng như là kết cấu của các 3 cái sản phẩm này để cho anh em chúng ta có cái nhìn đa chiều hơn trong cái dòng hộp đựng đồ nghề này nhé. Đầu tiên là hộp đựng đồ nghề đỏ đen cỡ nhỏ trước. À, giá đang bán ở ngoài thị trường là 500.000 nha anh em nhé. Tôi sẽ đo thử cân nặng trước. Ồ, như vậy là hộp đựng đồ nghề này cân nặng của nó là 2 cân nha anh em nhé. Tay xách khá là đẹp. Màu chủ đạo là màu đỏ đen. Tầm 2 cân thì tôi nghĩ là gì cầm trên tay là khá là ok rồi. Tay cũng khá là chắc chắn. Chiều cao của nó là 15 phân nha anh em nhé. Chiều ngang của nó là 35 phân. Và phía bên trên này là rơi vào tầm 15 phân anh em ạ. Trọng lượng 2 kg. Khá là ok. Rồi, bên trong của sản phẩm thì có hai ngăn. Ngăn dưới này thì anh em biết rồi đúng không? Để cờ lê, kìm tua vít hoặc là để bất cứ những cái gì anh em chúng ta có nhu cầu. Còn phía trên này cũng vậy, để anh em chúng ta dễ dàng lấy. Trên này có 3 vách, một vách liền và hai vách chia. Hai vách chia này thì anh em chúng ta có thể để tua vít này. À, để những cái ốc vít nho nhỏ, những cái bút thử điện vân vân, khá là nhỏ gọn. Con này thì thích hợp cho những anh em nào chúng ta đi câu cá hoặc những anh em nào chúng ta để đồ dùng ở trong nhà, chẳng hạn như là các chú các cô các bác nào mà chúng ta hay để kìm cờ lê tua vít ở trong này thì cực kỳ tiện lợi luôn, xách một phát là lên ra chiến trường luôn. Ok, tiếp đến là hộp đựng đồ nghề đỏ đen cỡ vừa. Cỡ vừa này thì tôi sẽ cân thử luôn chiều cao cho anh em. Giá đang bán ở ngoài thị trường là 600 bao ship tận nhà nha anh em nhé. Rồi, hộp đựng đồ nghề này thì là kích thước thì tôi chưa nói đến, nhưng mà cân nặng của nó là đang là 3,5 kg anh em nhé. Chà, 3,5 kg thì cũng khá là nặng đấy. Thành ra anh em nào chúng ta tập tạ hay anh em nào chúng ta có sức khỏe thì hãy chọn cái sản phẩm này nhé. Chiều cao của nó là 6 là 10 16 phân. Chiều ngang của nó là 23 phân anh em ạ, 24 phân. Thì tôi cứ cho thêm một chút là 25 phân đi cho nó tròn. Chiều sâu của nó rơi vào khoảng tầm 20 phân anh em ạ. Một cái mẫu sản phẩm 600.000. Đấy, trọng lượng 3,5 kg. Khá là nặng. Ok, bây giờ đi sâu vào chi tiết để xem trong đấy có gì không nhé. Đầu tiên là điểm khác biệt, đấy chính là cái tay cầm. Cái tay cầm của sản phẩm cỡ vừa và cỡ lớn, nó đã khác cái sản phẩm cỡ nhỏ về cái tay cầm rồi. Rất là chắc chắn. Rồi, ở đây có hai ngăn nhé anh em nhé. Ngăn dưới này anh em có thể nhìn thấy. Chúng ta vẫn để mọi thứ kìm cờ lê tua vít. Còn ngăn này anh em chúng ta dễ dàng đặt những cái kìm cờ lê tua vít nhỏ hơn. Phía trên này là 3 vách ngăn. Ba vách ngăn này anh em chúng ta để ốc, bu lông rồi thì mấy cái bút thử điện nho nhỏ ở đây thoải mái nhá. Rất là chắc chắn. Rồi. Anh em nào có nhu cầu liên hệ sản phẩm này nhá. Tiếp đến là mẫu sản phẩm cuối cùng. Hộp đựng đồ nghề đỏ đen bằng sắt cỡ lớn. Sản phẩm này thì tôi sẽ cân thử trước. Bốn cân rưỡi nha anh em nhé. Wow, 4,5 cân. Anh em nào nếu mà mua sản phẩm này thì nên cân nhắc, bởi vì kích thước của nó là 4,5 cân đấy anh em ạ. À, cân nặng của nó là 4,5 cân đấy anh em ạ. Giá của sản phẩm này đang bán ở ngoài thị trường là 700.000 bao ship tận nhà nha anh em nhé. Chiều ngang của nó là đi 44 phân. Chiều cao của nó là 20 phân. Và chiều sâu của nó là 23 phân nhé anh em nhé. Wow, khá là nặng, khá là bắt mắt. Để xem bên trong chi tiết thì nó có cái gì không nào, khác biệt với hai cái kia không. Rồi, ở đây có 3 ngăn nhé anh em nhé. Ngăn dưới cùng rất là sâu nhất để nhiều chi tiết khó nhất. Ngăn thứ hai chính là các cái đầu ngăn thứ hai đây. Anh em có thể để tiếp những cái đồ tua vít, cờ lê các thứ vân vân. Và ngăn thứ ba vẫn như mọi khi, ba vách và một ba vách đây.
ba vách và một cái vách liền. Đó, như vậy là có ba ngăn nhé anh em nhé. Ngăn dưới này, ngăn thứ hai này và ngăn thứ ba. Đầy đủ các cái vách cho anh em. Đây là chúng ta có thể để bu lông đai ốc nhỏ nhỏ. Cái thế này chúng ta để cờ lê, tua vít, kìm, tay cân lực. Ba mẫu sản phẩm này thì mình đã vừa mới review qua cho anh em cân nặng, chiều cao cũng như là giá cả cho tất cả anh em. Mình xin nhắc lại một lần nữa nhé. Hộp đựng đồ nghề cỡ nhỏ này đang bán ở ngoài thị trường là 500 nghìn, bao ship về tận nhà cho anh em nhé. Bảo hành 1 năm do nhà sản xuất trực tiếp bảo hành luôn. Tiếp đến là hộp đựng đồ nghề cỡ vừa đang bán ra ngoài thị trường là 600 nghìn, bao ship tận nhà cho tất cả anh em. Chất liệu đỏ đen bằng sắt, cực kỳ chắc, cực kỳ bền. Trọng lượng 3 cân rưỡi nha anh em nhé. Và cuối cùng là sản phẩm nặng cỡ đô nhất và đắt tiền nhất trong cái bộ 3 sản phẩm này. Đây chính là hộp đựng đồ nghề đỏ đen thương hiệu của Top Germany hoặc Stanley cỡ lớn. Giá đang bán ở ngoài thị trường là 700.000, bao ship về tận nhà cho tất cả anh em. 3 mẫu sản phẩm này, anh em nào có nhu cầu liên hệ ngay với cả bên mình. Quên, liên hệ với cả bên mình thì liên hệ ở đâu? Ok, máymocminhchi.com hoặc là minhchimaymoc.com, 0915 498 666 hoặc là 0978 390 231. Anh em có thể like, subscribe kênh YouTube của tôi để tham khảo thêm nhiều hơn nữa những cái mẫu sản phẩm mà bên mình đang review và chào bán trên thị trường nhé. Rất là hy vọng là anh em chúng ta sẽ có thể chọn lựa được những cái sản phẩm ưng ý trong quá trình là tìm hiểu các sản phẩm online. Cảm ơn anh em đã xem video và hẹn gặp lại anh em ở những cái video sau nhé.